Mày trước là làm cũng tay làm cũng xong cái nhà nhìn hấp dẫn không? Đây có rau sống này đó, làm ở nhà nha. Bên đây lễ được nghỉ ở nhà, em có chuẩn bị mua hai lỗ tai heo nè, với mì với rau sống. Lỗ tai này em luộc rồi, mì này em nấu rồi em trộn vô mang, rồi dưa hấu em mang kèm. Ừ, có chuẩn bị xay đơn cà nè, ốc cho màu nó đẹp. Mời cả nhà cho biết cùng em nghe. Giờ em bắt nước em trộn lỗ tai trước cả nhà. Trộn nước rồi em mới nấu. Nấu ốc lên vị rồi nước đó rồi em nấu mì rồi xịt xích cho luôn là trộn vô. Nước cũng sôi rồi, giờ em để hơi lâu tay đi cho luộc chứ nha, luộc trước nữa. Tay là bự ngon quá. Trong nãy giờ cũng bây giờ em dắt ra để bắt cá chảo xuống mình đổ cái nước khác em nấu, em rửa lại cái giờ em bắt chảo nước em nấu rồi nha. Nấu xong rồi này chín rồi mới sắc ra mày trộn rồi mới trộn nước rồi. Giờ hồi nãy em cũng trộn rồi em rửa sạch rồi, giờ em nấu nước rồi em nấu lên luôn giờ chín rồi em mới nêm như vậy. Nay đổi món ở nhà em đổi con vị khổ ăn cơm ăn với mì vậy, vậy chỗ mì ăn với rau sống. Bây giờ thịt nè, cái lỗ nãy em cũng cắt lên cái nhà, giờ em nêm nếm gia vị vô. Đường mua ngon luôn. Mình để con cà vô cho nó tạo màu. Cái khẩu vị nhiêu vậy, nhiêu chứ không có để gì. Bây giờ lỗ tai em nó cũng chín cả nhà, bây giờ em mì cũng chín rồi, bây giờ em đổ nó sốt trộn chung vô nữa ăn với rau sống rồi xong em nhắc xuống chín rồi. Mì trước là làm cũng tay làm cũng xong cả nhà, nhìn hấp dẫn không? Đây có rau sống này, chào cả nhà. Bữa nay đi mì với lộn với tôi. Chú, dạ mời với chú. Mẹ gấp chút đi. Mời cả nhà dùng mì với gia đình em nha. Em mời cả nhà dùng mì với gia đình em. Cả nhà dùng mì. Dạ. Nha.
cải là ngon quá ha. Giòn lắm hả? Cái này mình kêu ăn cải, cải 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 to lắm hả nè. Được không? Mình là thắng thành hết mình rồi.
Còn đất đi đi. Mày quay sao?
Ừ.
Cũng kết thúc cái nhà. Hẹn nhà clip tiếp theo nha. Bye bye.